Hello và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của ChuSmart và mình là Mạnh Béo. Rất vui khi được gặp anh em. Và như anh em cũng đã biết thì iOS phiên bản beta thì đã ra được vài ngày rồi. Và trong cái video lần trước của mình thì mình đã giới thiệu cho anh em những cái tính năng mới mà có ở trên cái phiên bản iOS 14 beta rồi. Tuy nhiên thì ở cái phiên bản này nó vẫn còn một vài cái tính năng nữa mà mình thấy rằng đây là những cái tính năng mà iFan đã ao ước từ rất là lâu rồi. Và để biết xem đó là tính năng gì thì anh em hãy cùng xem hết video này nhá. Và bây giờ thì mình sẽ đi luôn vào tính năng đầu tiên. Và đây cũng sẽ là cái tính năng mà những cái người sử dụng iPhone X trở lên sẽ rất là thích. Đó chính là Backtap. Với nhiều người sử dụng iPhone X khi mà đã không còn sử dụng một cái nút Home nữa thì anh em sẽ phải sử dụng đó là nút Home ảo. Và nhiều người thì không thích cái nút Home ảo này một chút nào cả, bởi vì là nó khá bất tiện. Thế cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng Backtap ở trên iOS 14 nhá. Bằng cách là anh em sẽ vào phần cài đặt giúp mình này. Và ở đây thì anh em kéo đến cái phần trợ năng giúp mình. Đó. Ở đây sẽ có phần cảm ứng này. Em kéo xuống dưới thì nó sẽ có một cái phần là chạm vào mặt sau. Cái phần này thì sẽ hiện ra hai phần là chạm 2 lần và chạm 3 lần. Khi mình ấn vào chạm 2 lần này thì nó sẽ hiện ra những cái tính năng cho anh em, đó là như là chụp ảnh màn hình này, giảm âm lượng hay là khóa màn hình. Ở đây thì mình đang cài cái chạm 2 lần của mình là chụp ảnh màn hình. Còn anh em chạm 3 lần thì mình sẽ là cài khóa màn hình. Cái tính năng này rất là tiện dụng nhá. Bây giờ thì mình sẽ thử cho anh em. Chạm 2 lần là khi mình cài là chạm 2 lần, đó chính là phần chụp ảnh màn hình. Đây, 1 2 này. 1 2. Và như anh em thấy này, mình đang vừa chạm 2 lần thì nó đã chụp ảnh màn hình đã. Còn bây giờ thì mình sẽ test cho anh em cái chạm 3 lần này. 1 2 3 này. Đó, màn hình mình đã tắt rồi nha anh em nhé. Và trên tay mình đây thì đang là hai sản phẩm với hai hệ điều hành iOS khác nhau. Bên tay trái mình đây là chiếc iPhone X với hệ điều hành là iOS 13, còn bên tay phải mình đây là iOS 14. Và bây giờ thì mình sẽ thử cho anh em cái tính năng chụp ảnh ở trên hai chiếc điện thoại này nhé. Và như anh em có thể thấy thì ở trên chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS 13 thì cái tấm ảnh của anh em nó sẽ bị lật ngược lại. Còn ở trên iOS 14 thì sao? Nó đúng so với cái chiều mà nó hiển thị trên màn ảnh với anh em. Và cái phần này thì anh em có thể cài đặt được và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài đặt nhé. Và để mà cài đặt được cái tính năng này thì anh em hãy vào phần cài đặt giúp mình này. Rồi anh em kéo xuống giúp mình là phần máy ảnh nhé. Đó, phần camera này. Nó sẽ có một cái tính năng đó là đối xứng camera trước thì anh em hãy bật lên giúp mình. Và tiện đây thì mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm một cái tính năng mà ở trên iOS 14 có nữa, đó là dùng nút tăng âm lượng để mà chụp ảnh hàng loạt này. Và khi mà anh em bật cái tính năng này lên thì anh em chỉ cần giữ giúp mình cái nút tăng âm lượng này là đã có thể chụp ảnh hàng loạt rồi nhá. Và một cái điểm mới nữa mà mình muốn giới thiệu với anh em ở trên cái phiên bản iOS 14 này, đó là anh em hoàn toàn có thể chỉnh được độ phân giải ngay trên chiếc camera của mình nhá. Đó ở phần góc phải màn hình này, đó ở đây này, mình sẽ chuyển ấn camera thành 4K này và chỉnh được cái FPS của máy ảnh luôn. 24 hay là 60 gì đó, đó 30 này. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho anh em những cái tính năng ở trên iOS 14 mà rất nhiều iFan đang mong đợi. Và nếu như các bạn thấy cái video hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe. Và bên cạnh nút subscribe thì có một cái chuông, các bạn nhấn vào đó để nhận thông báo mỗi khi mà ChuSmart ra video mới nhé. Chào các bạn.